thuận lợi hóa thông quan tại các cửa khẩu biên giới tiếp giáp Việt Nam, đẩy mạnh xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam sang Trung Quốc qua địa bàn tỉnh Vân Nam, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và tham dự các sự kiện xúc tiến thương mại, triển khai hiệu quả bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa Bộ Công Thương và chính quyền tỉnh Vân Nam và sớm ký kết kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2026 là những nội dung được đề cập tại buổi tiếp và làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên với Bí thư tỉnh ủy Vân Nam Trung Quốc Vương Ninh. Tỉnh Vân Nam có vị trí quan trọng trong tổng thể hợp tác kinh tế thương mại Việt-Trung, có quy mô thị trường lớn, nhu cầu hàng hóa đa dạng. Vân Nam còn là địa bàn có ý nghĩa quan trọng để Việt Nam có thể thâm nhập vào thị trường phía Tây Nam Trung Quốc. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại Việt Nam với Vân Nam hiện nay còn rất khiêm tốn, hiện mới chỉ chiếm chưa đến 5% thương mại Việt Nam-Trung Quốc, chưa phản ánh đúng tiềm năng nhu cầu hợp tác của hai bên, đồng thời cũng chưa đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo cấp cao hai nước. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, việc đồng chí Vương Ninh lựa chọn Việt Nam là điểm đầu trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Bí thư tỉnh ủy Vân Nam Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương của Việt Nam. Để hiện thực hóa những gì đã cam kết, lãnh đạo hai bên đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại giữa Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang và Sở Thương mại tỉnh Vân Nam Trung Quốc.